Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Mai, ở Đống Đa, Hà Nội. Năm nay là tôi 50 tuổi. Nhìn chị trẻ thật đấy ạ, chị có thể chia sẻ bí quyết được không ạ? Tôi thì rất là quan tâm đến độ tuổi làn da của mình. Ngoài cái việc chăm sóc ngoài da như là dùng mỹ phẩm, này, massage và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và khói bụi, thì tôi còn bổ sung thêm collagen mỗi ngày nữa. Chị sử dụng loại collagen nào? Đây này, đấy, Kimiwa collagen của Nhật Bản, bí quyết của tôi đây. Chị có thể chia sẻ tại vì sao lại lựa chọn Kimiwa collagen được không? Bởi nó tốt, thật sự là rất tốt. Trước đây thì là tôi cũng có dùng nhiều các cái sản phẩm khác, nhưng mà nó không có hiệu quả gì, mà thậm chí nó còn không có tác dụng gì nữa cơ. Sau một lần thì chị bạn giới thiệu tôi là được biết đến Kimiwa collagen này, thì tôi thực sự là bị thuyết phục. Tiếp đến là cái mùi vị của nó rất là dễ uống. Nếu mà tôi không tìm hiểu trước về cách liều lượng dùng mỗi ngày thì chắc có lẽ là tôi uống như là nước hoa quả ấy. Và đương nhiên thì cái hiệu quả của nó là cực kỳ là ấn tượng. Không những tôi và bạn tôi thì cũng phải công nhận được là da dẻ của tôi bây giờ là đẹp hơn trước rất là nhiều. Da thì căng mướt này, và bật tông lên là trông thấy. Bây giờ con gái của tôi là mua về dùng, thế là cả nhà là cùng dùng luôn.